Thưa quý vị và các bạn, đến Phú Quốc ngay đợt dịch bùng phát, Phú Quốc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các phương tiện vận chuyển hành khách đi và đến Phú Quốc đều tạm ngừng hoạt động. Vì thế, nhiều người đến công tác hoặc nghỉ dưỡng không thể quay về đất liền. Tuy nhiên, với họ khi được sống và làm việc tại đây, mới cảm nhận hết cuộc sống yên bình của hòn đảo xinh đẹp này trước đại dịch COVID-19. Anh Bùi Đức Anh cho biết, hơn một tháng nay, sống trên đảo trong những ngày giãn cách xã hội thật sự là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ cho chuyến công tác. Trong những ngày lưu trú trên đảo, có dịp tận hưởng nhiều cảnh đẹp, được hòa mình vào cuộc sống của người dân đảo Ngọc, giúp anh giảm bớt sự cô đơn, lạc lõng giữa một thành phố biển đảo xinh đẹp này. Hiện tại thì em đang mắc kẹt ở Phú Quốc, và tính đến thời điểm hiện tại là đang là hơn một tháng rồi. Tuy nhiên thì nhận thấy được ra đến Phú Quốc thì chúng ta thấy có rất nhiều những điểm khác biệt. Đầu tiên đó là con người ở Phú Quốc hết sức là thân thiện, hiền lành, chất phát, dễ thương. Cái công tác về phòng chống dịch ở tại Phú Quốc rất là tốt. Giống như nhiều du khách khác, gia đình anh Phúc lại cho đây là điều may mắn. Bởi vì tại thành phố, nơi anh sinh sống, dịch bệnh lây lan nhanh, diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Phú Quốc vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Và trong khoảng thời gian ở lại đảo, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, bà con xung quanh khu nhà nghỉ, gia đình anh cảm thấy ấm lòng trước đại dịch. Cả nhà em thì ra đây du lịch là dự tính là tầm vài ngày thôi. Nhưng mà cũng do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp á, về sân máy bay thì không có bay, tàu thuyền thì không đi lại được, nên là cả gia đình đã ở lại đây. Nhưng được cái ở đây á, cũng được sự hỗ trợ của chủ nhà ở đây, nên là cả gia đình có một cái môi trường sống rất là tốt, không gian thoải mái giống như ở nhà mình vậy đó. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cho nên là một số khách còn mắc kẹt tại đảo Phú Quốc, thì cũng một số khách cũng biết cái chỗ nhà nghỉ ở đây thì cũng có lại tạm trú nghỉ ngơi ở đây, thì nhà nghỉ hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ. Nói chung là hỗ trợ về phương tiện đi tới đi lui hoặc là chỗ đăng ký tạm trú tạm vắng. Cuộc sống của người dân trên đảo trong những ngày giãn cách xã hội có phần trầm lắng hơn trước. Những khu vui chơi, giải trí, những bãi biển không còn nhộn nhịp như trước đây. Thay vào đó là một thành phố biển an toàn, một đảo Ngọc bình yên trước đại dịch.